phải bình tĩnh xử lý và kiên quyết xử lý để bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân và các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn cho người dân. Cấm hẳn việc đi lại có cái đường mòn lối mở, dừng việc người Việt Nam qua Trung Quốc lao động trong lúc có dịch. Bộ Ngoại giao sớm báo cáo Trung Quốc về việc sơ tán công dân của Việt Nam khi cần thiết. Theo dõi, giám sát các thành viên ở Trung Quốc về Việt Nam ăn Tết và di chuyển. Và như anh Chiến nói là ở đây có thể nói là hàng ngàn người chứ không phải một tỉnh đâu. Mà cái này cái nguồn lây nhiễm rất lớn. Tạm ngừng các hoạt động đưa tour tuyến du lịch qua lại. Ngành hàng không cũng không được đưa và đón máy bay từ các điểm có dịch đến Việt Nam và ngược lại. Rất hạn chế trong việc này. Có thể nói là các tuyến bay từ Trung Quốc đến Việt Nam và ngược lại sẽ chưa được thực hiện trong dịp này, trong khi Trung Quốc đã tuyên bố 30 tỉnh thành của Trung Quốc đã có dịch. Ngừng cấp visa cho khách du lịch, kể cả các trường hợp khác trừ công vụ, không khuyến khích giao thương buôn bán qua lại cửa khẩu trong lúc này.